Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Tỵ tháng Đinh Hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bạch lạp kim, ngày tân tỵ tức chi khắc với can, có nghĩa là họa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày không được tốt cho lắm các bạn nhé. Về nạp âm, bạch lạp kim, kỷ tuổi, ất hợi, Kỵ Hợi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi Kỵ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày Tỵ lục hợp với thân tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục xung với Hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt Tý vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi Ất Hợi kỵ Hợi Ất Tỵ tuổi xung trong tháng tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao kính tâm tốt đối với an táng, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao thiên ân tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao tiểu hồng xa, sáu mọi việc sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao câu trận kỵ về an táng sao ly sàng kỵ cưới hỏi về các hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam tiếp theo mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thiên quan gây rối cho nên bạn tuổi Tý cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình dễ bị kích động nếu như bạn không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của bạn tuổi Tý và nếu như bạn tuổi Tý bạn giữ được bình tĩnh và lãnh đạo có bất kỳ bất đồng gì với bạn cũng không nên nóng nảy, mâu thuẫn lên quá cao bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã là người nhận được sự thuận lợi hay là được lợi ích đâu bạn tuổi tí nhé. Bạn hãy chờ một cái thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh để trao đổi ý kiến thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề ngày này đối với bạn tuổi tí bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm cái mối quan hệ giữa bạn tuổi tí và người nhà không được như ý nguyên nhân có thể là do đôi bên đang có những ý kiến mâu thuẫn với nhau không nên khăng khăng làm theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý bạn tuổi tí nhá. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim kiềm chế bạn tính nóng nảy, tử vi tuổi bính tí thuộc thủy tránh xa những vụ tranh chấp với kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi mậu tí thuộc hỏa không nên mâu thuẫn gay gắt với lãnh đạo, tử vi tuổi canh tí thuộc thổ chờ đợi thời cơ thích hợp hơn để trao đổi ý kiến tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Tử vi tuổi xỉu thứ 6 ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi xỉu trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cho nên với bạn tuổi Sửu, đặc biệt là những bạn làm nghề tự do sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh do bản tính của bạn cần cù, chăm chỉ và mọi người sẽ giới thiệu cho bạn những cái mối đầu tư biếu bợ trong ngày nữa. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, cũng có một ngày khá chi lạ yên bình bạn cũng giữ được cái mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa đôi bên hợp tác có hiệu quả khiến cho chất lượng công việc tăng cao thời gian làm việc cũng được rút ngắn đáng kể với bạn tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu cũng rất chi là tốt cái mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình có được sự hài hòa. Cho dù gặp phải chuyện gì với bạn tuổi xỉu đi chăng nữa, bạn cũng nên tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất với nhau nữa bạn tuổi xỉu nhé vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim được nhiều người xung quanh yêu mến tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy gặp được mối đầu tư béo bở tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa hợp tác tốt với đồng nghiệp tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ làm việc đạt được hiệu quả cao tử vi tuổi quý quý sửu thuộc mộc tin tưởng vào nửa kia của mình Vậy đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, bản mệnh tuổi dần sẽ phải hoàn tất mọi công việc dựa vào sức của chính mình trong ngày. Và với bạn tuổi dần, bạn không nên suốt ruột mà cần phải chú ý giải quyết từng công việc một thật tốt, đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng, ẩu, ẩu thả bởi chỉ cần sai suốt một bước là rất có thể bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đối với bạn tuổi dần nhé. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chứa mệnh. Cái điều này lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dần là bạn hãy có niềm tin vào tương lai. Những khó khăn bạn đang trải qua ở giờ phút này chính là bước đệm để cho bạn phát triển về sau này. Đừng có ngại khó khăn, vất vả bởi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với mình bạn tuổi dần nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên làm việc một cách cậu thả tử vi tuổi canh dần thuộc mộc có cái nhìn lạc quan về tương lai tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không nên ngại khó khăn gian khổ về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh da trời màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tuổi tốt tử vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và gia đình rất chi là hòa hợp Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều cùng thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết. Nhờ thế mà mọi việc đều được rất bình yên. Với bà tuổi mão, bạn tìm được một nửa kia rất chi là thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời và bạn tuổi mão bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn nữa để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho người ấy vài phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn giúp cho bạn mệnh tạo dựng được quyền uy bạn thể hiện được năng lực của mình và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, bạn sẽ được thăng quan tín chức nhanh chóng trong tương lai mà thôi bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, nửa kiêu thấu hiểu và tâm lý. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, tạo dựng được quyền uy trong sự nghiệp tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc nhận được sự tin tưởng của mọi người tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim có cơ hội thăng quan tín chức nhanh chóng và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 4 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi thìn đang có những điểm báo sẽ có những rắc rối xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn mệnh tuổi thìn, có thể sẽ vướng phải mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với lãnh đạo khiến cho công việc của bạn gặp trục trặc. Tuy vậy, với bạn tuổi thìn cũng không nên có những suy nghĩ bi quan nhé và với bà tuổi thìn trước khi oán trách người khác bạn mệnh cũng cần phải suy xét lại chính bản thân mình để nhận ra rằng mình cần phải thay đổi những cái tính xấu nào cải thiện những cái yếu điểm nào ở mình quá trình tự kiểm điểm bản thân cũng giúp cho bạn mệnh tuổi thìn tiến bộ một cách nhanh chóng hơn và xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn ngày này thích hợp để cho bạn khám chữa bệnh vì vậy nếu như bạn cảm thấy không khỏe ở trong người thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe ngay. Bệnh tật càng phát hiện sớm thì càng dễ chữa hơn với mình bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, mau thuẫn, bất đồng với lãnh đạo. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, công việc gặp phải nhiều trục trặc. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, tự kiểm điểm lại bản thân mình, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ dễ vướng phải những vụ thị phi tranh quyền đoạt lợi không đáng có có thể bạn sẽ phải nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh vì thế điều bạn cần làm là chứng minh bản lĩnh cho mình của mình cho người khác thấy và trước khi đưa ra quyết định nào đó với bà tuổi tỵ, bạn cần phải suy nghĩ một cách cẩn trọng, tránh manh động, mù quáng, thiếu lý trí. Bởi nếu như vậy thì rất có thể bạn sẽ phải thu dọn hậu quả cho những gì mình đã gây ra bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ, bạn mệnh cũng đang gặp ngày có hỏa vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tỵ không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì xảy ra gây khó chịu, bạn không nên giữ ở trong lòng. Rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để giải tỏa áp lực cho chính mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa dễ vướng phải nhiệm vụ tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ chứng minh bản lĩnh của mình. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những quyết định. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, không nên giữ cảm xúc ở trong lòng. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tâm sự với người đáng tin cậy. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là về công việc của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay tiến triển rất chi là thuận lợi do bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho cái vận trình của bạn mọi kế hoạch của bạn mệnh tuổi ngọ đặt ra trong ngày đều có được những bước phát triển tích cực chỉ cần bạn Hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả rất chi là tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ trong ngày này cũng vô cùng là hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay nếu như bạn đang có khúc mắc gì, bạn hãy mạnh dạn xin ý kiến của mọi người, bởi mọi người sẽ giúp cho bạn đưa ra cái cách giải quyết đúng đắn, hợp tình, hợp lý nhất có thể. Và với bà tuổi ngọ, nếu có việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bản nợ mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi ngọ gặp nhiều may mắn và nhiều thuận lợi. và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ công việc phát triển thuận lợi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có bước tiến triển quan trọng trong sự nghiệp và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mùi, thứ 6, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy Cách vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cho nên đối với bà tuổi mùi những bạn đang còn độc thân thì có được một ngày đào hoa nở rộ bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác giới trong ngày hôm nay từ lần gặp gỡ đầu tiên và với bạn tuổi mùi bạn hãy quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người thực lòng với mình. Tuy nhiên, bạn cũng biết mình không thể kết hôn với ai nếu như không có được tình cảm tốt với họ nhé. Ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất chi là bình yên, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn tuổi mùi luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai người vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Cho nên, đối với những bạn làm nghề tự do thì sẽ nhận được một khoản lời lãi khá chi là lớn trong ngày hôm nay. Có thể những mối đầu tư trước đó của bạn đã đến thời điểm thu hoạch cho mình. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân mình một món quà để khích lệ bản thân mình hơn nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người, với người khác giới. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có được cơ hội tìm được nửa kia từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa mối quan hệ vợ chồng hòa hợp tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tin tưởng vào nửa kia của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán nhận được lời lại lớn và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 1, số 8, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi dậu. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy với bạn tuổi thân, bạn vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng dưới tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp. Công việc của bạn tuổi thân bỗng nhìn tiến triển rất chi là thuận lợi, dù bạn dễ dàng tiếp thu được ý kiến đóng góp của mọi người bạn tuổi thân, bạn là người hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Thậm chí, những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc để làm tổn hại đến bạn. Dù gặp phải chuyện gì xảy ra với mình đi nữa, với bạn tuổi thân, cũng không nên quá bi quan. Và bạn tuổi thân trong ngày này, bạn cũng đang gặp ngày có hỏa khắc với kim, bản mệnh cũng dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày hôm nay. Cái điều này khiến cho đôi bên có những mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất là bạn nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn với mình để trò chuyện với nhau, tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, công việc tiến triển thuận lợi, tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân, gây tổn hại, tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình sự quyết đoán khiến cho bản mệnh tuổi Dậu có thể chinh phục được lòng tin của mọi người thậm chí đưa cả tập thể vươn tới thành công nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi dậu, bạn lại là người quá mức thẳng thắn khi có ý kiến, ý định phê bình ai thì bạn nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển sẽ giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác. Và ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt đẹp cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và con cái không quá hài hòa. Nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt những cái suy nghĩ của mình vào con cái và bắt con cái phải nghe theo ý kiến của mình. Nếu muốn cải thiện tình hình thì với bạn tuổi Dậu hãy thay đổi tính cách ngày này ngay đi bạn tuổi Dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chưa thật sự thấu hiểu con cái tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên áp đặt quan điểm cho mọi người và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tuất và cha mẹ của mình trong ngày hôm nay rất chi là hòa thuận. Bạn mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ vì hiểu rằng cha mẹ luôn muốn tốt cho mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Với nửa kia, bạn tuổi tốt là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình, dù đi làm có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa. Bạn, quan điểm, đã là vợ là chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi công việc, dù là lớn hay là nhỏ với nhau. Tuy nhiên, trong cái vận trình của bạn tuổi tuất ngày thứ sáu này, bạn cũng đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tuất sẽ gặp phải bất trắc lớn trong sự nghiệp của mình. Cái chuyện thi thố hay là bầu cử không được như ý muốn của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi tuất bạn cần phải sẵn sàng về tinh thần bạn cần chú ý bởi bạn là người cũng khó hợp tác với người khác nữa bạn tuổi tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tôn trọng ý kiến của bề trên tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ là người vợ người chồng có trách nhiệm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc quan tâm chăm lo đến gia đình tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chuyện thi cử không được thuận lợi tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, sẵn sàng tinh thần đối diện với khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ tuổi hợi tử vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang có sự tác động xấu của ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi gây ra cho nên với bạn tuổi hỏi, bạn thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng để giao tiếp với mình nên dễ khiến cho mọi người chê cười bạn. Và bạn tuổi hỏi, bạn là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên dễ rơi vào tình trạng ôm đồm nhiều việc bạn cần phải nhớ thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng bạn tuổi hợi nhé và trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất đồng, bất mãn ở trong lòng thì bạn tuổi hợi, bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên ôm đồm quá nhiều việc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim không nên giấu mọi việc, mọi chuyện trong lòng. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy thành công không đến một cách nhanh chóng. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi mùi, tuổi tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.